Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới bắt đầu với Đức Vượng. Quân đội Hoa Kỳ thông báo diễn tập chung với Guyana khi tình hình căng thẳng giữa Guyana và Venezuela gia tăng vì tranh chấp lãnh thổ. Bộ Tư lệnh phía Nam của Hoa Kỳ phối hợp với lực lượng phòng vệ Guyana thực hiện các hoạt động bay trên không phận của quốc gia này vào ngày 7 tháng 12. Đây là một phần của hoạt động thường lệ nhằm gia tăng mối quan hệ đối tác an ninh giữa hai quốc gia nói trên, cũng như hợp tác trong khu vực. Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Ghana đã ra tuyên bố cho hay, đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ duy trì cam kết với Ghana. Và Tòa Đại sứ Hoa Kỳ cũng cho biết thêm, ngoài cuộc diễn tập này thì bộ tư lệnh phía nam sẽ tiếp tục hợp tác với lực lượng phòng vệ ghana trong các lĩnh vực như phòng chống thiên tai an ninh trên không trung và vấn đề hàng hải cùng với việc chống các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hành động của hoa kỳ diễn ra trong lúc tình hình căng thẳng giữa quốc gia này và quốc gia láng giềng là venezuela gia tăng Tổng thống Venezuela là ông Nicolas Maduro mới đây đã trình quốc hội một dự luật thành lập tiểu bang mới ở vùng Escobio, là khu vực rộng lớn và giàu dầu mỏ do Ghana kiểm soát. Thế nhưng, Venezuela cũng tuyên bố có chủ quyền. Thủ tướng Anh đối diện tình hình kinh tế ảm đạm trước cuộc bầu cử dự kiến vào năm tới. Tình hình kinh tế Anh ảm đạm đang làm tăng thêm những thách thức mà Thủ tướng Rishi Sunak phải đối mặt trong bối cảnh Đảng Lao động đối lập đang dẫn đầu mạnh mẽ trong các cuộc thăm dò dư luận. Các dự báo về nền kinh tế năm 2024 có nhiều mức độ từ mức trì trệ đến tăng trưởng mở nhạt. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến mức tăng trưởng của nền kinh tế Anh bằng zero trong năm tới, trong khi các nhà dự báo của chính phủ tại văn phòng trách nhiệm ngân sách và tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế đều dự báo mức tăng trưởng là 0,7%. Còn số này sẽ thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của Anh là gần 3% trong thập niên trước của khủng hoảng tài chính 2007-2008. Ông Sunak phải tổ chức một cuộc bầu cử trước ngày 28 tháng riêng năm 2025, nhưng dự kiến ông sẽ tổ chức cuộc bầu cử này vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm sau. Nếu đảng bảo thủ của ông Sunak có thể thu hẹp khoảng cách 20% điểm phía sau đảng lao động trong các cuộc thăm dò dư luận, ông có thể tranh cử vào tháng 5. Đảng Lao động cũng đang ghi điểm tốt hơn trong các cuộc thăm dò xem đảng nào sẽ điều hành nền kinh tế tốt nhất. Tin đến từ khu vực Trung Đông cho hay, chính phủ Do Thái phê chuẩn kế hoạch mở rộng khu định cư của người Do Thái tại phía Đông Jerusalem. Chính quyền Do Thái đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng hơn 1.700 căn nhà mới tại phía Đông của Jerusalem nhằm mở rộng các khu định cư của người Do Thái tại nơi này. Theo tổ chức phi chính phủ có tên là Peace Now, thì một nửa trong số 1.738 căn nhà nói trên nằm trong kế hoạch định cư mới sẽ ở phía ngoài đường biên giới gọi tên là Green Line, nằm ở phía đông của Jerusalem. Và đây là đường phân định ranh giới giữa các quốc gia và Do Thái sau thỏa thuận định chiến hồi năm 1949 dự án này được xem là sẽ ảnh hưởng tới sự liên tục về lãnh thổ của Palestine, gồm khu vực bờ Tây ở phía Nam và phía Đông của Jerusalem. Do Thái đã chiếm đóng và sắp nhập phía Đông của Jerusalem vào năm 1967, là một hành động chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận. Theo luật pháp quốc tế thì các khu vực định cư của Do Thái tại các vùng lãnh thổ mà Do Thái chiếm đóng của người Palestine bị coi là bất hợp pháp. Nga đưa phi đội SU-35S để hộ tống ông Putin đến Trung Đông. Phi đội chiến đấu cơ của Nga gồm có 4 chiến đấu cơ hạng nặng SU-35S mang tên lửa đối không tầm trung và tầm ngắn đã hộ tống chuyên cơ chờ Tổng thống Putin công du Trung Đông. Hành động này được coi là rất hiếm gặp. Các chiến đấu cơ đa năng SU-35S mang vũ khí chiến đấu cơ đã thực hiện nhiệm vụ yểm trợ trong suốt chặng bay của chuyên cơ trên không phận quốc tế. Phi đội cất cánh trong thời tiết phức tạp mưa lớn và gió mạnh. Tất cả máy bay được điều khiển bởi phi công cấp 1, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết. Trong video, 4 chiếc SU-35S bám sát chuyên cơ chở Tổng thống Nga cho đến khi máy bay đáp xuống sân bay Abu Dhabi ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng, một số quốc gia đã cấp giấy phép đặc biệt để chiến đấu cơ Nga mang vũ khí được bay qua không phận và gửi lời cảm ơn đến những nước này nhưng không nêu tên cụ thể. Tổng thống Nga đến Abu Dhabi vào 6 tây tháng 12 để hội đàm với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Al Nahyan, người được gọi ông Putin là bạn tốt. Ông Putin sau đó cũng tới Ả Rập Saudi để gặp Thái tử Mohammed bin Salman để thảo luận về hợp tác năng lượng. Một cựu nghị sĩ của Ukraine từng trốn thoát sang nước Nga đã bị ám sát tại thủ đô Moscow. Ông Ilya Kaiva là một cựu nghị sĩ của Ukraine đã trốn sang nước Nga và ông này mới bị bắn chết ở ngoại ô của thủ đô Moscow. Đây là một trong hai chính trị gia thân Nga bị ám sát chỉ trong vòng một ngày. Ủy ban điều tra của Nga thông báo thi thể của ông Kaiva được phát hiện trong một công viên ở quận hạt Odinsovo, ngoại ô của thủ đô Moscow. Tin cho hay, một người chưa rõ danh tính đã nổ nhiều phát đạn vào nạn nhân bằng một vũ khí chưa xác định. Nạn nhân đã bị thiệt mạng ngay tại chỗ do vết thương quá nặng. Hãng tin Reuters trích dẫn một nguồn tin của Ukraine cho hay, thành viên của cơ quan an ninh Ukraine đã ám sát ông Kaiva. Giới truyền thông của Ukraine cũng cho rằng cơ quan này đứng sau sự việc nói trên. Phát ngôn viên của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine là ông Andrei Yusov không xác nhận về tin tức này, thế nhưng ông gọi cựu nghị sĩ nói trên là kẻ phản bội, đồng thời khẳng định việc ám sát ông ta là một hành động thực thi công lý. Ông Khaiva năm nay 46 tuổi, là nghị sĩ của Ukraine có lập trường thân với Nga. Ông ta đã đào tạo sang Nga một tháng trước khi chiến sự nổ ra, sau đó thường xuyên chỉ trích chính phủ Ukraine trong các bài đăng tải trên các trang mạng xã hội và trên truyền hình của nước Nga. Tòa án tại Ukraine đã xét xử vắng mặt ông Kaiva và tuyên phạt cựu nghị sĩ này 14 năm tù giam với cáo buộc là phản quốc, kích động bạo lực và một số tội danh khác. Trước đó cùng ngày, Oleg Popov, là một nghị sĩ trong nghị viện của tỉnh Luhansk do Nga hậu thuẫn, cũng đã bị thiệt mạng sau một vụ đánh bom. Ủy ban điều tra của Nga cho hay, một thiết bị nổ không xác định đã được cài vào chiếc xe của ông Popov, thế nhưng không cho biết thêm chi tiết. Giới hữu trách của Nga bổ nhiệm ông Yuri Yurov và nói rằng đây là vụ ám sát thứ nhì nhắm vào ông Popov, đồng thời cáo buộc là cơ quan an ninh của Ukraine đứng sau vụ ám sát này. Liên minh Âu Châu hoãn kế hoạch tăng thuế đối với xe hơi điện trong 3 năm. Ủy ban châu Âu sẽ lùi kế hoạch tăng thuế thời hậu Praxis đối với xe hơi điện trong 3 năm, nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất xe hơi ở cả Anh và châu Âu. Theo đó, Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ phê chuẩn kế hoạch trì hoãn áp biểu thuế mới, dự kiến là 10% từ tháng riêng năm 2024. Thông tin về việc trì hoãn tăng thuế được đưa ra Giữa bối cảnh số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh xe hơi Anh cho thấy, doanh số bán xe điện giảm 17% vào tháng 11 vừa qua. Đây là mức giảm mạnh nhất theo tháng từ trước cho đến nay, sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak quyết định lùi thời hạn cắm bán xe chạy sang mới từ năm 2030 sang năm 2035. Các nhà sản xuất xe hơi cho rằng quyết định trên của chính phủ Anh sẽ đánh gục niềm tin của người tiêu dùng đối với xe hơi điện. Ngành công nghiệp này cũng đang vận động hành lang mạnh mẽ để chống lại việc áp thuế thương mại thời hậu Praxis đối với xe hơi điện, bởi họ cho rằng có thể khiến cho các nhà sản xuất chịu thêm khoản chi phí lên tới 400 tỷ Mỹ Kim, 4.5 tỷ Mỹ Kim mỗi năm và cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp xe hơi châu Âu. Trở lại với nước Nga, một nữ sinh người Nga tự sát sau khi cô này nổ súng bắn vào nhiều bạn học cùng trường. Một nữ sinh 14 tuổi ở Nga đã bắn chết một học sinh và làm 5 năm sinh khác bị thương trước khi cô bé tự sát tại trường học ở thành phố Bryansk. Theo hãng tin Reuters, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, vào ngày 7 tháng 12, nữ sinh này đã mang một khẩu súng săn đến trường và cô đã nhắm bắn vào các bạn trong lớp. Hậu quả là hai người bị thiệt mạng, cùng với 5 người khác bị thương. Những người này đã được đưa tới các cơ sở y tế để được điều trị. Ủy ban điều tra của Nga đang tìm hiểu động cơ về vụ nổ súng. Cảnh sát cho rằng sự hận thù cá nhân là nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng này. Giới truyền thông của Nga cho rằng nữ sinh nổ súng nói trên đang học có lớp 8. Một trang tin của Nga có tên là Short khẳng định rằng vũ khí là một khẩu súng săn được cô bé này lấy của người cha. Cô bé đã bắn 5 phát đạn trước khi tự bắn vào mình. Các vụ xả súng tại trường học tương đối hiếm ở Nga Riêng thành phố Bryan nằm cách thủ đô Moscow khoảng 340 cây số về phía tây nam. Nơi đây từng chứng kiến một vụ dùng súng hơi tấn công bạn học hồi năm 2014 và vụ này khiến cho một bé gái bị thương. Các vụ tấn công tình dục trong quân đội Canada gia tăng. Cơ quan thống kê Canada mới đây cho biết các vụ tấn công tình dục trong quân đội Canada đã tăng gấp đôi vào năm 2022 so với năm 2018. Vào năm 2022, gần 2.000 người, chiếm tỷ lệ là 3.5% lực lượng quân đội cho biết họ đã bị những người khác trong đơn vị tấn công tình dục. Con số này trong năm 2018 là 1.6%. 75% người đưa ra lời khiếu nại và cáo buộc bị tấn công tình dục là phụ nữ. Báo cáo cho biết khoảng 64% nạn nhân đã bị tấn công tình dục đã không báo cáo sự việc mà họ đã gặp phải với bất kỳ ai có thẩm quyền, chủ yếu là vì họ cảm thấy rằng điều đó sẽ không có hiệu quả. Quân đội Canada cho biết trong một tuyên bố, những kết quả này thật đáng trách. Sự phổ biến của hành vi sai trái, tình dục ở nơi làm việc của chúng tôi là vô cùng đáng thất vọng. Rõ ràng là chúng tôi còn rất nhiều công việc khó khăn ở phía trước. Vào nhiều năm qua, quân đội Canada liên tục hứng chịu áp lực liên quan đến các cáo buộc về hành vi sai trái, tình dục của các nhân viên cấp cao. Năm ngoái, một cuộc điều tra chính thức đã đề nghị các tội phạm tình dục trong quân đội nên được các cơ quan dân sự điều tra bên ngoài do cách xử phạt tội phạm trong các tòa án quân sự trong 20 năm qua được đánh giá là không thỏa đáng. Đến đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài và sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị.